khủng hoảng chồng chất, sát thủy sẽ trả nợ như thế nào? Thời gian qua, hàng trăm nhà đầu tư cá nhân từng rót tiền vào các doanh nghiệp thuộc tập đoàn E-Group của sát thủy thông qua trái phiếu và thỏa thuận hợp tác chiến lược, kêu bị chậm trả lãi, không được tất toán tiền gốc. Giáo viên và phụ huynh học sinh tại trung tâm Anh ngữ Apex Leaders cũng kêu trời vì bị quỵt lương và không hoàn trả học phí. Thế là nhiều người đã lập thành các nhóm kéo đến cơ sở kinh doanh, trụ sở E-Group và nơi ở của gia đình sát thủy đòi quyền lợi. Đứng trước tình thế này, sát thủy đã xử lý ra sao và phương án trả nợ như thế nào? Cuộc khủng hoảng của sát thủy. Với tập đoàn E-Group là công ty mẹ, hệ sinh thái của ông Nguyễn Ngọc Thủy, thường gọi là sát thủy, trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm. Các công ty con nổi bật gồm Apex Holdings, IBC, đứng sau chuỗi trung tâm Anh ngữ Apex Leaders, hệ thống mầm non iGarden, trường liên cấp, Fairbank Australia. Ngoài ra, hệ sinh thái này còn có hai thành viên là công ty eGame và công ty eCapital. Dương Quân, Hà Nội, được người nhà giới thiệu tham gia đầu tư vào eGame, một công ty con thuộc hệ sinh thái eGroup từ 2017. Đến nay, anh cùng cha mẹ và chị gái đã rót hơn 3 tỷ đồng thông qua nhiều thỏa thuận hợp tác chiến lược khác nhau để đổi lấy cổ phần của công ty mẹ eGroup. Theo điều khoản quy định, nhà đầu tư phải nắm giữ cổ phần trong một khoảng thời gian, thường là 1 năm. Đến ngày tất toán, phía eGroup cam kết tìm đối tác hoặc trực tiếp mua lại lượng cổ phần kể trên với giá cao hơn lúc bán ra hoặc tặng thêm một lượng cổ phần nhất định để tái ký thỏa thuận mới. Thời gian đầu, tính chênh lệch giá cổ phần giữa lúc eGame bán ra và mua vào, gia đình anh Quân có thể thu lãi 20-25%. Năm 2017-2018, sau giảm dần về 17-18%, 2019-2020 và gần nhất tháng 12-2021, về còn 14-15% một năm. Trước năm 2020, eGroup đều trả lãi đầy đủ, nên từ đấy, gia đình anh Quân liên tiếp tái ký thỏa thuận mới. Nhưng từ đầu năm 2020, tình trạng chậm trả lãi diễn ra. Theo giải thích, thời gian đầu của nhân viên môi giới công ty là vì dịch bệnh ảnh hưởng kết quả kinh doanh. Về sau doanh nghiệp này dần im lặng, tình trạng chậm trả lãi cũng xảy ra với nhiều nhà đầu tư khác ký thỏa thuận với công ty con eCapital và cả những người nắm giữ trái phiếu các doanh nghiệp cùng hệ sinh thái. Mất đi khoản lãi từ đầu tư eGroup khiến gia đình tôi hụt khoảng 40% thu nhập hàng tháng, anh Quân nói. Theo anh, bản thân vẫn may mắn vì dùng tiền nhàn rỗi đầu tư. Anh biết rất nhiều người cầm cố nhà cửa, tài sản hoặc vay vốn ngân hàng khi lúc bấy giờ lãi suất eGroup đưa ra chênh lệch 5-7% một năm. Những trường hợp này hiện lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan khi bị ngân hàng siết nợ, trong khi eGroup chậm trả lãi thời gian dài. Không chỉ nhà đầu tư kêu trời vì hệ sinh thái của sát thủy chậm trả lãi hoặc thậm chí không trả, mà thời gian qua, phụ huynh ở nhiều tỉnh thành đã đến trung tâm Anh ngữ Apex Leaders để đòi lại học phí. Ở nhiều địa phương, nhân viên của trung tâm Anh ngữ này cũng tố bị nợ lương. Phụ huynh phản ánh trung tâm ngừng hoạt động hoặc chuyển từ học trực tiếp sang trực tuyến không đúng như cam kết khi ký hợp đồng, không đảm bảo chất lượng dạy học. Đơn cử như trường hợp của chị Nguyễn Ngọc Mai ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, có con 10 tuổi học ở trung tâm Apex Mễ Trì cho biết, đầu năm 2021, gia đình đóng học phí cả năm là 29 triệu đồng. Sau đó, do dịch Covid-19, trung tâm chuyển sang học trực tuyến với số tiền giảm một nửa, nhưng chỉ duy trì được một thời gian ngắn thì trung tâm đột ngột dừng hoạt động. Chị Mai tá hỏa đến trung tâm tìm hiểu và đòi lại tiền, nhưng không gặp được nhân viên lẫn quản lý. Đến tháng 10 năm 2022, trung tâm gửi thông báo đưa ra các hướng giải quyết như nếu rút tiền phải đợi sang năm 2023 hoặc bảo lưu kết quả chờ tái cấu trúc. Điều tôi buồn nhất là con bỗng dưng thất học trong khi mẹ không đủ trình độ để kèm cặp. Chị Mai chia sẻ, trước đó vì tin tưởng Apex là trung tâm lớn nên mới đăng ký và cho con học đến nay là năm thứ ba. Vì đâu nên nổi? Sát thủy, chủ tịch tập đoàn eGroup xác nhận có tình trạng chậm trả lãi trái phiếu và hợp đồng hợp tác kinh doanh trong thời gian qua. Ông thừa nhận hệ sinh thái này gặp khó khăn bất lợi trên nhiều mặt. Khó khăn lớn nhất là dòng tiền do các hệ thống giáo dục bị đóng cửa vì dịch bệnh 2 năm qua, tạo áp lực tài chính nặng nề, làm đứt gãy dòng tiền. Sát thủy nhấn mạnh, đây là nguyên nhân chính kéo theo các khó khăn khác về kinh doanh vận hành, lương rút phí và cả về truyền thông. Theo báo cáo tài chính tự lập quý 4 năm 2022, công ty cổ phần đầu tư Apex Holdings, đại diện chính của eGroup, đã ghi nhận một loạt chỉ tiêu âm như doanh thu âm hơn 45,5 tỷ, giá vốn bán hàng âm gần 81,5 tỷ, doanh thu hoạt động tài chính âm 41,5 tỷ đồng,
lũy kế cả năm 2022, Apax Holdings đạt doanh thu 1.335 tỷ đồng, tăng hơn 35% so với năm 2021. Dù vậy, khoản lỗ nặng quý 4 đã khiến lợi nhuận cả năm của doanh nghiệp này âm hơn 81,3 tỷ đồng. Đây cũng là mức lỗ lớn nhất của Apax Holdings từ trước đến nay. Theo Sắc Thủy, một nguyên nhân khách quan là khi dịch bệnh bùng phát, họ duy trì giảng dạy cho lượng lớn học viên bằng công nghệ với chi phí lên đến vài triệu đô. Đồng thời, họ vẫn phải duy trì hệ thống các trung tâm offline và chi trả toàn bộ khoản phí mặt bằng, dịch vụ, vận hành. Mỗi tháng, chi phí hoạt động của chuỗi trung tâm dạy tiếng Anh tốn hơn 100 tỷ đồng, tổng cộng doanh nghiệp phải gánh gần 1.000 tỷ đồng. Còn sau giai đoạn mở cửa, Sắc Thủy cho biết công ty còn gặp khó khăn tiếp về vốn do tác động của thị trường liên ngân hàng, trái phiếu, cổ phiếu. Bình luận về điều này, lãnh đạo người nước ngoài của một doanh nghiệp đào tạo online cho rằng các hệ thống giáo dục offline khi chuyển sang giảng dạy trực tuyến thường gặp nhiều khó khăn hơn các đơn vị thuần online, chủ yếu là cần số vốn lớn. Nhưng nếu mất hàng nghìn tỷ đồng, phần nào chứng tỏ khả năng quản trị và hiệu quả của bộ phận thực hiện chuyển đổi số chưa cao. Chính trong thời gian dồn hàng triệu đô la phát triển công nghệ dạy học online, eGroup chậm trả lương và hoàn thành các nghĩa vụ bắt buộc cho người lao động trong suốt giai đoạn cuối năm 2019 cho đến nay. Mới đây, Bảo hiểm xã hội Hà Nội công bố 5 công ty thuộc về hệ sinh thái eGroup nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 6 đến 24 tháng, tổng số tiền nợ gần 26 tỷ đồng với hơn 1.000 lao động. Hệ quả là hàng loạt nhân viên chọn cách nghỉ việc, trong đó có nhiều giáo viên nước ngoài, vốn là điểm bán hàng đặc trưng của hệ thống Anh ngữ này. Kéo theo đó, bê bối phụ huynh chỉ trích chất lượng giảng dạy của Apax Leaders giảm sút, yêu cầu bồi hoàn học phí diễn ra tại nhiều địa phương. Nhưng nhiều nhà đầu tư lại có ý kiến khác. Họ nghi vấn eGroup thua lỗ là do dùng vốn kêu gọi để rót vào các hoạt động đầu tư chứng khoán, tiền số, bất động sản, thay vì hoạt động kinh doanh cốt lõi. Một nhà đầu tư nêu ý kiến, đồng ý dịch bệnh ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp, nhưng số tiền ông Thủy huy động rất lớn. Tôi không tin có thể tiêu hàng nghìn tỷ đồng cho việc duy trì mặt bằng, trả lương nhân viên trong 2 năm qua. Về việc này, Sắc Thủy khẳng định chưa từng đầu tư vào chứng khoán hay tiền số. Trên báo cáo tài chính, doanh nghiệp này có 100 tỷ đồng trong chứng khoán, được thuyết minh là cổ phiếu của công ty con eCapital. Về bất động sản sau quá trình hoạt động, ông nhận thấy chi phí thuê mặt bằng lớn cao hơn cả lãi vay. Do đó, doanh nghiệp này hợp tác thành lập công ty hạ tầng giáo dục, mua các trường liên cấp, mua đất để xây dựng khu trải nghiệm và nghỉ dưỡng liên quan giáo dục. Theo lời Sắc Thủy, bản chất là đầu tư bất động sản phục vụ cho giáo dục. Phương án trả nợ của Sắc Thủy. Dù xuất phát từ nguyên nhân nào, Sắc Thủy khẳng định sẽ gây dựng lại hệ sinh thái. Vào thời điểm cuối tháng 12, ông mong nhà đầu tư có thể tiếp tục tái ký thỏa thuận và giảm lãi trong 2-3 năm để hỗ trợ doanh nghiệp. Giải thích về phương án trên, ông Thủy nói hiện toàn hệ thống cần dồn toàn lực vào hoạt động kinh doanh, đó là cách duy nhất. Tính toán của Sắc Thủy nêu ra dựa trên kịch bản tái cấu trúc toàn bộ hệ thống Apax Leaders để tối ưu các chi phí về mặt bằng và vận hành, tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng giảng dạy. Tính đến giữa tháng 1 năm 2023, doanh nghiệp này cho biết đã ổn định nhân sự tại các trung tâm đủ điều kiện hoạt động và các trung tâm được ưu tiên tái cấu trúc trước. Còn một số trung tâm chưa đạt chuẩn sẽ tái cấu trúc trong thời gian tới. Công ty cũng đang đàm phán với chủ nhà nhằm đạt chi phí thuê phù hợp. Về nghĩa vụ với người lao động, ban lãnh đạo cam kết sẽ hoàn trả tất cả khoản thu nhập và lương còn nợ nhân viên. Bên cạnh đó, eGroup dự kiến áp dụng chính sách thưởng cổ phiếu cho nhân viên để bù đắp. Mong các cán bộ, nhân viên, những người đang làm việc và đã nghỉ việc, cho tôi gửi một lời xin lỗi, đây là điều không mong muốn, Sắc Thủy chia sẻ. Còn với những phụ huynh muốn rút tiền học phí, công ty của Sắc Thủy đề xuất chuyển thành hợp đồng vay, trả lãi như ngân hàng. Cụ thể, với những phụ huynh không thể tiếp tục đồng hành cùng trung tâm cần rút học phí, Apax Holdings đề xuất chuyển thành các hợp đồng vay có lãi suất như ngân hàng. Công ty dự kiến trả dần sau giai đoạn tái cấu trúc. Công ty cũng cho biết đã đề xuất với một số ngân hàng để được hỗ trợ các phương án bảo lãnh thanh toán cho những phụ huynh có yêu cầu hoàn phí này khi quá trình tái cấu trúc thành công. Riêng với nhà đầu tư, hiện công ty của Sắc Thủy vẫn chưa công bố phương án xử lý cụ thể. Hiện nhóm này cũng chia làm hai phe, một bên đồng ý tiếp tục giãn nợ và trông chờ vào kết quả tái cấu trúc của công ty này, một bên tiếp tục gây áp lực, đòi hoàn vốn và lãi. Nói về phương án tái cấu trúc của Sắc Thủy, eGroup cho biết vẫn còn một bộ phận cổ đông chưa đồng thuận với các phương án trên, chủ yếu liên quan tới tỷ lệ lãi suất và thời gian tái ký gia hạn thỏa thuận. Sắc Thủy nói nguyên nhân là nhà đầu tư chưa tin tưởng vào tính khả thi của kế hoạch phục hồi hệ thống và lộ trình hoàn trả tiền trong 2-3 năm tiếp theo.
Tuy vậy, các nội dung chưa thống nhất sẽ được đại diện e-group và cổ đông tiếp tục đàm phán trong các buổi gặp mặt và làm việc trong thời gian tới. Sát Thủy nói, lúc này, mong mỏi nhất của tôi là được sự bao dung chia sẻ của cơ quan quản lý, nhà đầu tư, khách hàng và cộng đồng. Chúng tôi mong được có thêm cơ hội và thời gian. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!